Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên gọi Kids Sumune Max. Và trên tay mình đang là một hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kids Sumune Max. Một hộp như thế này thì sẽ có khối lượng là 70g, bao gồm 20 gói. Mỗi gói thì sẽ có khối lượng là 3,5g. Công dụng của sản phẩm này thì sẽ là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và tăng cường tiêu hóa cho trẻ em. Thành phần của mỗi gói Kids Sumune Max thì sẽ chứa các chất như là insulin, sữa non, cáo diếp cá, cùng với đó là các phụ liệu bột cacao, hướng thực phẩm tổng hợp cùng với các chất ổn định khác. Đối tượng sử dụng của sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho trẻ em từ 3 tuổi. Trẻ em tiêu hóa kém, ăn uống kém và sức đề kháng kém thì chúng ta nên sử dụng cái dòng sản phẩm này để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và tăng cường tiêu hóa cho trẻ các bạn nhé. Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này thì đối với trẻ em từ 3 cho đến 4 tuổi, chúng ta sẽ sử dụng một gói một lần và ngày sẽ sử dụng từ 1 cho đến 2 lần. Trẻ em từ 5 cho đến 9 tuổi, chúng ta sẽ sử dụng một gói một lần và ngày sử dụng từ 2 cho đến 3 lần. Còn đối với trẻ em từ 10 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng 2 gói mỗi lần và ngày 2 lần ạ. Chúng ta có thể pha vào nước hoặc sữa để uống và nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ các bạn nhé. Ngày sản xuất cũng như là hạn sử dụng thì đã được ghi ở trên nắp của mỗi hộp như thế này. Và chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái sản phẩm nào còn hạn sử dụng. Những sản phẩm đã quá hạn thì chúng ta cũng không nên sử dụng nữa ạ. Và mình cũng xin lưu ý với các bạn, đây là một thực phẩm bảo vệ sức khỏe và không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh các bạn nhé. Vậy là trong video hôm nay thì mình đã vừa giới thiệu đến các bạn một sản phẩm có tên gọi Kids Sumune Max. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.